Vâng, xin chào bác nhá, chào anh em. Em vừa test thử một đoạn nhạc của em vang cơ lai số Adni KT550 cho bác anh em luôn. Một mẫu vang cơ lai số mà rất nhiều anh em lựa chọn trong khoảng thời gian gần đây. Để mẫu vang cơ mới nhất của em của thương hiệu Adni. Thương hiệu Adni thì đúng rồi. Mẫu model KT550 là sản phẩm mới nhất đến thời điểm hiện tại luôn các bác nhá. Thời điểm mà em đang quay video cho anh em luôn. Và kết hợp cùng với em nó thì ở đây em đang có một bộ mic JB Pro Sound UHF S850 đây ạ. Cũng là một hàng chính hãng luôn. Về hai em này thì có bác khách bác đang đặt một combo bên em và em cũng đang quay test thử luôn cho bác luôn. Đấy. Bác đã chốt rồi, em quay và test và hướng dẫn cho bác cái cách chỉnh, cách sử dụng luôn. Về hai em này thì bác ấy thích là vì combo lắp cùng với nhau đều nằm mặt mica tráng gương rất rất đẹp. Đấy. Tất cả các nút đây đều có đèn sáng ở trên em mic này và trên em vang này, các nút nguồn có đèn sáng luôn. Nhìn rất là hiện đại đúng không ạ? Nhìn cực kỳ hiện đại cho anh em luôn. Và tiếng mic của MJB Pro Sound kết hợp cùng vang cơ lai số Adni KT550 này cũng rất là tuyệt vời. Trong tầm phân khúc giá em nghĩ là ít có sản phẩm nào hàng chính hãng có thể vượt mặt được đấy. Tất nhiên thì chúng ta không thể đánh giá được là về những hàng giá thành cao hơn hoặc đánh ở phân khúc cao cấp hơn nữa đúng không ạ? Cả một cái combo này các bác mua vào thì giá nó tầm đầu 3 đồng thôi. Đấy. Thì có con dòng vang cơ anh em hay so sánh thì có con dòng vang cơ này số nó hơn 3 triệu thì tất nhiên thì là so sánh chất lượng thì không thể bằng được. Chúng ta so sánh trong tầm phân khúc giá thôi đúng không ạ? Về mẫu vang cơ này số Adni KT550 này thì nó có đầy đủ các tính năng như cổng quang, Bluetooth, chống hú 5 cấp độ khác nhau cho anh em luôn. 2, 3, 4 và 5 đây ạ. Có revert luôn nha. Revert tật luôn để em bấm cho anh xem. Đây, chỉnh vert đây. Vert volt này, vert time này, loud pass này. Đầy đủ và chi tiết cho anh em luôn. Đấy, chỉnh delay trái, delay phải đúng không ạ? Chỉnh repeat đây. Đầy đủ cho anh em luôn. Rất tiện lợi. Cổng quang Bluetooth thì đây em đang kết nối Bluetooth với điện thoại để mở nhạc cho anh em nghe đây các bác ạ. Và có cả tính năng để cho anh em có thể làm sự kiện luôn như vocal quality đây. Hoặc là anh em có thể thay đổi khi các muốn nghe nhạc ạ. Các có thể chọn các thể loại nhạc bằng nút EQ này. À, EQ đây. Class này. Em mở nhạc thử cho anh em nghe thử đã nhá. Thay đổi luôn này. Dốc đây, ra này, và chạy thường đây. Đó. Nếu như anh em thích để nghe nhạc các thể loại nào, ví dụ như rock ballad gì đó, là anh em có thể tùy ý đã chọn luôn. Đây cũng không để anh em chờ đợi lâu. Em test cùng với em mic JB Pro Sound S850, mẫu hàng chính hãng của thương hiệu JB luôn. Có đầy đủ tự ngắt và tiếng mic rất sáng nha, bắt mic rất nhẹ nhàng luôn. Em thử tiếng cho anh em nghe thử. Ali, mời thôi hay. 2456 test thử cho anh em luôn combo để các bác nhá. Combo chỉ đầu 3 đồng thôi, đầu 3 triệu đồng thôi các bác ạ. Là các bác có thể nâng cấp dàn âm thanh karaoke quá tuyệt vời luôn. Về chơi Tết Dương, Tết Âm đều được đây các bác ơi. Đấy, nâng cấp em âm đi cùng với một cái đối loa thôi. Thế là các bác có thể về hát hò cùng với anh em trong dịp lễ Tết này rồi. Và combo này thì anh em có nhu cầu thì các bác cứ liên hệ trực tiếp nhá. Giá để trên phần tiêu đề luôn. Giá bao ship tặng dây jack kết nối đầy đủ cho anh em luôn. Đều bảo hành 24 tháng, mở được một trong vòng 60 ngày cho bác anh em luôn các bác nhá. Và anh em xem video mà các bác có nhu cầu với các combo khác nữa cao cấp hơn hay là như nào đó, các bác cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên em để em tư vấn cụ thể cho bác anh em. Và anh em có nhu cầu chốt cái combo như ở trên màn hình của bác anh em đang xem đây. Vang cơ lai số Adni và mic không dây JB Pro Sound S850 thì các bác liên hệ trực tiếp bên em nhé. Và anh em đang xem video đừng quên ủng hộ cho em nút like và đăng ký kênh.